Hello, kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ bảy, 25 tây tháng 2 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 67 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một ca khúc, đó là Hòa Bình ơi và Việt Nam ơi. Chào cả mọi người. Mai đây hòa bình ta về ngắm lại dòng sông xưa, đồng ruộng sẽ sát hai bên, sẽ mai này thơm mùi lúa chín. Trên sông người về con đò che đầy vầng trăng quê, hò khoan cô lái du dương đón đưa người đi về chung đường. Hòa bình ơi, chào mọi người nha. Bây giờ có mặt tại Phong Tung, chiều nay khăn gói ra chung, sớm mai này ta về Hải Phòng. Hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, ta cánh chung đau chung một trời, Nam Bắc ơi quê hương tình người, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Chào mọi người, chào tất cả quý vị và các bạn nha. Mai đây hòa bình, con tàu đi đòi người di cư về thăm đất Bắc thân yêu, đã xa lìa xưa thời niên thiếu. Chưa hè cánh phượng hồng lung lay, chiều thu ngắm lá thu bay, rước xuân về vui hồi xuân đầy. Hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, ta nghĩ chung đau thương một trời, Nam Bắc ơi quê hương tình người, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, hòa bình ơi, hòa bình. Rồi, Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính chào tất cả mọi người. Chương trình bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra như sau. Cô Lisa ơi, thật sự ra những gì mà cô đưa lên chương trình, đảng và nhà nước luôn luôn theo dõi và được cô, rất cảm ơn cô.
cô đã đưa ra và thanh tra chính phủ cũng như là thanh tra công an tỉnh, quận, huyện sẽ điều tra và làm rõ đúng người, đúng tội. Cho nên cô đừng bao giờ mà cô không tin tưởng hoặc cô kích động để kêu gọi mọi người dân phải bạo động hoặc đập phá những gì. Cô lúc nào đảng và nhà nước cũng coi cô là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Cho nên những người trong nước có những người vì thành kiến, cho nên họ đưa những thông tin sai sự thật. Cô đừng bao giờ tin, bởi vì những gì cô đưa, chúng tôi đều quan sát và điều tra kỹ lưỡng và xử đúng người, đúng tội ở tất cả những nơi mà cô đưa ra tin tức. Còn về vụ mà lấy đất hoặc là họ đưa những thông tin sai sự thật, thật sự chúng tôi đã đền bù thỏa đáng, họ cũng đã nhận tiền và họ cũng đã đi đến những nơi tái định cư. Bây giờ họ lại quay đầu lại, bởi vì họ lấy tiền chơi đánh bài, cho nên họ không còn tiền đến để làm giả và đòi đất rồi gây nên bạo động. Tôi mong rằng những tin tức cô đừng bao giờ nghe và đừng bao giờ kêu kích động hoặc kêu phá hoại, hãy để đất nước Việt Nam yên bình cô nhé. Những cái tin tức nào mà Lisa đưa lên trên đây, các bạn nào đưa tên tuổi của những thằng nào mà các bạn cảm thấy mà nó chưa giải quyết, hãy cho Lisa hay nha. Phải cho Lisa hay. Chị ơi chị, theo thông tin nhận được và biết được, quân khu 7 đã án binh bất động khu quy hoạch ở tại Long An khi chị lên chương trình nói rồi. Bởi những lý do như sau. Một, người dân không chịu quy hoạch vì họ biết khu quy hoạch đó dùng để làm sân gót, cho nên không làm lợi gì cho họ cũng như cho đất nước. Hai, vì tiền đền bù không thỏa đáng cho nên người dân không chịu. Họ nói nếu như đền bù mà đời sống của không có tiền để mua lại đất y như hiện trạng như cũ thì con cháu họ sau này không còn cục đất để chọi chim thì làm sao, với lại số tiền đền bù chỉ đủ mua đất và cất được căn nhà mà thôi nên họ không đồng ý. Với lại em còn nói với những người có trong vùng quy hoạch, nếu như đền bù thì phải đền ít nhất phải gấp đôi mới được, còn bằng không thì đừng chấp nhận. Em còn cắt nghĩa cho họ nghe về việc sau này còn con cháu mình nữa, cho nên họ đã nghe em. Chị à, họ đền bù gấp đôi có nghĩa là một mẫu đất là 400 triệu đồng thì gấp đôi tức là 1 tỷ đồng nha chị. Còn nữa, khu du lịch làng nổi Tân Lập, theo em biết thì con trai hay rể gì của thằng chó Nguyễn Tấn Dũng đó, chị, nay nó bán lại cho khu du lịch Đồng Tháp 10 với cái giá là mấy chục tỷ đồng. Chị ơi, trời đất, em nghe nói mà nổi hết da gà, chắc nó bán lại rồi ôm số tiền đó ra nước ngoài tận hưởng cuộc sống sung sướng. Rồi cũng không chừng. Mấy cái con chó này em yên tâm, nó là như vậy đó. Nó bán đất, nó bán buôn, nó làm này làm nọ. Chị nhận được cái tin á, sau khi mà nó nghe chị lên cái chương trình này, bây giờ nó kêu công nhân viên chức phải vô, vấn đề là kêu bằng là ngồi họp. Nó rất là sợ chị kêu gọi toàn dân nổi dậy để mà lật đổ cái chế độ súc vật này. Cho nên nó sợ dữ lắm rồi. Các em thấy đó, ở tại vấn đề là Thái Nguyên đó, đặc biệt nó nổ nhà của thằng trưởng công an xã. Mai là nó không chết, mai mốt vấn đề là chọi miền vô cửa sổ nó luôn. Nó là cửa đóng khoen gài thì chọi mẹ vô luôn. Cô Lisa ơi, cô Lisa, tự nhiên hồi chiều có một người lạ vào nhà của con nói
cho hỏi vài vấn đề nào là nhà con có bao nhiêu người, rồi cha mẹ con tên gì, rồi gia đình con làm một tháng được bao nhiêu tiền, rồi xài kem đánh răng gì, xài nước rửa chén gì, rồi nhà ở bao lâu, rồi xong nó còn nói là vài bữa có đoàn thanh tra xuống khảo sát, rồi kêu là phải nói đúng những gì nãy giờ trả lời cho nó nữa. Không biết có chuyện gì nữa cô ơi, con sợ quá. Ở ngay quận Bình Tân, thành phố Hồ Chó Minh nghe cô. Hỏi nó là ai thì nó nói nó ở công ty gì gì đó, thì nó không nói tên. Không nói tên thì mai mốt thanh tra xuống các con nói quẹo nó quang bên chứ có mẹ gì. Bây giờ nó xuống nó nói vậy thì mai mốt thanh tra hay ai xuống nó hỏi mấy con xài kem đánh răng hiệu gì, các con nói xài kem đánh răng hiệu của thằng Tàu Cộng. Hỏi nhà mấy con mấy người, ta về nhà mấy con có 4 người, mấy con ở nhà của tôi có 12 người, ở chật dữ lắm. Có mẹ gì đâu dễ như ăn cơm sườn. Cho nên hãy nó kêu mình nói cái này thì mình nói ngược mẹ nó lại hết trơn vậy đó cho cô. Gặp cô là vấn đề là hồi đó nó cũng dặn cô. Lúc mà nó bắt cô ở trong B34 nó nói mai mốt có thanh tra cục quản lý phạm nhân quẹt khí đéo gì đó, bắt đầu là đi tới trại giam, chị phải nói là một ngày chị ăn bao nhiêu tiền chất đốt, bao nhiêu tiền gạo, bao nhiêu tiền này kia kia nọ, đi tắm ngày mấy lần nghe. Tôi nói cái không biết mấy thằng chó đẻ nào cục quản lý cục cất gì đó bắt đầu đi tới. Nó sợ quá nó đâu dám cho gặp mặt chị, nó cho gặp mấy người kia không à. Cái nó tới nó mở phòng chị, cái nó không dám hỏi chị, cái chị nó ủa sao không hỏi tôi đi. Cái nó cũng bắt đầu nó sợ sợ nữa không, nó gặp mặt chị cu hồn cắt đạt rồi. Cái nó hỏi dạ, nó hỏi chị chứ tháng ăn nhiêu. Một tháng ăn chỉ có nửa chén cơm thôi, cái đám chó đẻ trại giam này nó lấy mẹ tiền hết trơn rồi, nó ăn tham nhũng hết trơn rồi. Tôi ăn ở đây toàn là đồ người ta thăm nuôi không đó, không có ăn mẹ gì hết. Cái bắt đầu cái thằng mấy thằng giáp đi trại đứng xanh mặt mày trơn rồi, cái nó nhỏ nhỏ với mấy thằng đó. Cái mấy thằng mẹ đầu bò ăn công ký với nhau, nó biết chị là thuộc về thành phần phản động tứ dữ rồi, nó cười cười nó đóng cửa lại bỏ đi ra, đâu dám hỏi chuyện với chị đâu. Trời ơi mẹ mày gặp tao này mày chim mồi, tao cho mày bỏ tao, mày mất dạy mà ngồi mày nói chuyện với tao, mày đặt trung gì mẹ nó ra mày là rắn trung hai đầu chứ mày cái gì mà đặt xào xạo tìm gạo với tao. Cho nên mấy cái thằng chó đẻ này gặp mặt chị là xong ghê mà, em yên tâm đi. Cho nên chị không phải như ai đâu mà đặt mà tới một đầu mà gài ghê mà kêu chị mày nó dễ sai. Chị giống như giống như chị vậy đó. Nó nói chị đi ra ngoài, chị thấy chúng tôi ở trong đây đối xử tốt với chị. Chị đi ra nước ngoài, chị đừng nói gì trơn á. Tôi mong rằng chị công tâm, chị nói thật sự. Là ở trong đây chúng tôi, vấn đề là chị chửi chúng tôi không dám làm gì chị hết trơn nha. Tôi nói vừa thả chị ra rồi, chị ra chị la làng lên, chị nói với vấn đề là ân xá quốc tế với thế giới, chị nói thằng chó đẻ đẳng địa nó ác lắm, nó đổ cơm từ ở trong nhà đó hả, nó đổ ra tới cái cửa trại giam, nó bắt tôi phải liếm từ đây ra ngoài ngoài. Một hôm tôi cầm bát cơm tôi bị đổ, cái nó nhốt tôi chung với tù hành sự, mà tù hành sự toàn là những thành phần cướp giật không đâu biết mẹ gì vấn đề là thương người đâu. Cho nên thấy tôi đổ bát cơm chạy tới nó giật cơm tôi, nó ăn, nó không cần biết là tôi ngày đó tôi bị đói như thế nào, mà ngày nó cho tôi ăn có nửa chén cơm như mèo hủi. Cho nên tôi làm cái bài thơ tức là suất cơm tôi một hôm bị đánh đổ, tôi còn đương đau khổ nhìn theo, thì từ đâu như một bầy heo, kẻ già người trẻ lại đè lên nhau, bốc ăn một lúc sạch lầu. Trời ơi miếng cơm miếng đất mà nó lầu bầu, nó chửi nhau như vậy đó. Tố cáo chị lên án chị, mẹ người ta phải lắc đầu luôn. Cho nên cái đẳng để nó rất là sợ chị. Chị nghe nói ở đâu đó mấy cái thằng chó đẻ đó, nó đâu dám qua bên Mỹ xây cái tượng của thằng xuất vật Hồ Chí Minh, nó đâu dám qua Đức qua Pháp đâu. Nó vô trong cái nước Áo thành thị trấn nào mà như là cái lỗ mũi như cái thẹp người ta, ở vấn đề là kia bằng bên Áo đó, ở trong cái xã đó bắt đầu giả bộ nó đưa tiền rồi kia cho để xây. Cộng đồng người ta vấn đề là hay tin được, ta gửi thơ ào ào, người ta gọi điện thoại tới nó dẹp mẹ nó công trình đó. Gặp chị giả bộ chị dụ biết không, chị nói cái tượng đài này xây lên nó là phải 200 triệu đô la đó. Cho nên xây lên rất là hoành tráng luôn, nó cao một trượng luôn nha. Nó đưa tiền đây. Sau khi lấy tiền xong hết, bắt đầu chị giáo bộ chị đập nóng lên đó. Chị cũng giáo bộ chị đổ dài cái nóng lên vừa đủ hai cái chân thôi biết không. Chưa có thành cái mặt. Bắt đầu mẹ nó ra là chị kích động cho vấn đề là dân nó gửi thơ từ đồ vô, bắt đầu họp thành phố xong. Cái bắt đầu mẹ quay phim, mẹ đập mẹ bỏ trơn mẹ nó ra rồi xong. Tao lấy tiền mày mẹ chân á, mẹ 200 triệu. Tao mới đổ cái nóng giỏi lắp cho 10.000 đô, tao bỏ cái tật mất dạy với tao. Mẹ nó ra đập mẹ nó luôn. Chị giáo bộ chị chơi cắt cớ, mẹ vừa xây lên hai cái chân xong rồi là mẹ nó ra đó là chị chặt luôn. Chưa thành cái mình nữa là đập bỏ tan tành hết trơn. Qua đây nè, qua đây, qua thành phố tao mà xây. Qua đây, đem tiền qua đây xây. Đi qua đây.
Má cha tụi bay, qua đây xây. Đã qua thành phố tao xây bên đây nè. Nó xây, xây nhiều cũng được chứ. Xây thằng Hồ Chí Minh lúc nó đang vấn đề là kêu bằng là ham đi hiếp cũng được, nó qua đây. Tuổi trẻ trong nước nhà nó mở mang trí tuệ, nó nghe chị nói quá rồi bây giờ nó ra mấy cái tờ cuốn sách, các em thấy không? Nó nói thằng chó đẻ Hồ Chí Minh ngồi trên phòng kính đâu kia trời lạnh, bắt đầu nó mở cửa ra nó coi em bé nào bán hàng đó, bắt đầu đó nó nhìn cho em bé nó đi khuất mẹ nó, rồi bắt đầu từ từ nó đóng cửa nó nằm ngủ tiếp. Các em thấy khốn nạn không? Vậy mà nó đăng lên cái thằng nào mà in cái tờ cái cuốn sách này là nó đá xéo nè, nó đá xéo vấn đề là thằng Hồ Chí Minh đây nè, tao yêu cầu phải cắt chức cái thằng mà nó viết lên vậy. Đây là vấn đề là nó chơi cái màn mà vấn đề là đá xéo, chửi xéo đó, thấy không? Tưởng mở cửa ra kêu em đi vô cho đỡ lạnh hay sao, mở ra nhìn thôi à, nhìn là đỡ cho em đi khuất cuối đường xong mà đóng cửa lại vô nằm ngủ tiếp, các em thấy khốn nạn hay không? Vậy mà nó vẫn đăng lên cái tờ báo như vậy đó, cuốn sách vậy đó. Đây là cái màn chính trị mà nó chơi đá xéo vậy thôi hả? Không có mẹ gì hết trơn à, các em thấy. Hoặc là thằng chó đẻ Hồ Chí Minh dâm tặc quá không có vợ, cho nên thấy em bé bán hàng rong má mẹ lúc đầu là kêu bằng là còn mơn mởn mới lớn lên, cho nên mở cửa tính dụ vô để mà vấn đề là kêu bằng ấu dâm con người ta đi nè. Thằng nhỏ nó gặp mặt nó sợ quá nó bỏ chạy, cho nên tiếc nuối nhìn theo rồi đóng cửa kính lại đi vô nằm đó thủ dâm mình ơn luôn cũng không chừng. Cho nên trời ơi, ta nói mình mà kêu bằng đó là cuốn sách nó ra là mình phải suy diễn nó ra, không biết các em sao chứ chị là chị suy diễn ra gần 10.000. Trời ơi, đầu óc của chị phong phú lắm, các em yên tâm đi. Đầu óc chị phong phú lắm nha. Hôm qua mở cái chương trình nó có thằng chó đẻ đĩ mẹ mày, thằng Đinh Hải là 1, thằng Trần Mạnh Triển là 2, thằng Quốc Thịnh là 3, thằng Tùng Lê là 4 nha, thằng Minh Anh Điện Lạnh là 5, tao đào mồ quốc mã tiên nhân tổ đường con gái mẹ tao bay lên chứ đó mà vô trong cái chương trình của tao mà ngồi đó mà sủa nha. Tao bay sủa, tao đâu có lắng nghe tao bay đâu. Tao làm chương trình xong là tao cướp mỏ, tao đá, tao bay dân về Ba Đình, tao bay ở, tao bay ăn cướp của Đảng Cộng sản, tao đâu cho tao bay nghe đâu. Thấy không? Đó, Lisa lên chửi thằng vấn đề là kêu bằng Võ Kim Cự đó. Bây giờ đó là thằng chó đẻ Trọng Lú nó đem thằng Kim Cự ra, bắt đầu nó, các bạn thấy đăng tờ báo xúc giật thì không? Phải kỷ luật một hai người hoặc giết một hai người để bảo vệ toàn dân, để bảo vệ nhiều người, bởi vì nó sợ toàn dân đứng lên, cho nên nó đem con chó Võ Kim Cự này ra để làm vấn đề là con dê tế thần. Mà con chó Võ Kim Cự này là người đã vấn đề là hiến kế đặt đi đúc một cái tượng của thằng xúc vật Hồ Chí Minh trên 50kg vàng để đưa cho nó. Rồi nó nấu chảy cái bức tượng của thằng Hồ Chí Minh ra, nó để thành vàng cục cục để giấu trong nhà nó. Bây giờ nó đem thằng này nó làm con dê tế thần. Cái đảng đĩ, cái đảng chó đẻ cộng sản là nó như vậy, nó qua cầu rút dáng vắt chân bỏ vỏ. Cho nên những con chó nào mà ở trong cái diễn đàn này hoặc những con chó nào mà còn làm tay sai cho vấn đề là đảng cộng sản, tụi bay mở to con mắt tụi bay ra đi nhé. Từ một cái thằng mà chỉ có vấn đề là kêu bằng là thằng Võ Kim Cự chỉ có là vấn đề là tập đoàn quản trị thôi mà nó đưa lên phó chủ tịch rồi lên tới quỷ, tỉnh quỷ luôn đó, rốt cuộc nó đem ra mẹ nó ra, nó bắt đầu nó làm thịt đó, tụi bay thấy rõ chưa? Tụi bay thấy rõ chưa? Cho nên mấy cái thằng đầu bò mà vấn đề là văn phòng hoặc là mấy cái thằng mà kêu binh đó ha, mà nghe lời nó mà đánh đập những cái người dân mà đi biểu tình đi, rồi tụi bay chắc con gái mẹ tụi bay, tao cho mìn nó vô nhà tụi bay, nó nổ văn xác con gái mẹ tụi bay luôn, bỏ tật tụi bay mất dạy với tao nghe chưa? Các bạn quay lại hết những con chó nào mà mạnh tay mạnh chân mà đánh đồng bào, quýnh người dân biểu tình đi trong cái dịp mà biểu tình sắp tới đi, rồi nó chết mẹ nó hay không? Phái đoàn nhân quyền Liên Hợp Quốc qua gặp tất cả mọi người đấu tranh ở Việt Nam hết rồi. Cho nên chị ủng hộ tất cả nhóm hội đoàn ở tại Việt Nam. Nhóm No View ở Hà Nội nè. Rồi hội bầu bí tương thân nè. Rồi xã hội dân sự nè. Rồi chấn hưng nước Việt đồ kia. Tao nói càng ra hội nhiều càng tốt. Bởi vì đây là mình đó đập thẳng vào mặt của đảng đĩ. Nó cấm thành lập hội thì mình thành lập hội. Nó cấm thành lập nhóm thì mình liên kết thành lập nhóm. Như vậy là coi như mình tát vào cái mặt của đảng. Cho nên các bạn đừng có run sợ nha. Nha, đừng có run sợ. Chị nghe kể bây giờ nó không dám quánh người ta ở bên ngoài, giả bộ nó bắt về trong đồn, nó bắt đầu giả bộ thằng chó đẻ nào đi ra đi vô nhìn không thấy ai trơn, cái bắt đầu chạy lại tát con người ta lên gói trắng chỏ ở trong đồn. Mấy thằng chó đẻ này các em đừng có im, thằng nào quánh rồi các em ra nhớ mặt của nó đi, đủ mẹ nó ra nói mà đi ra ngoài các em phải lấy máu của nó cho chị, nợ máu phải trả bằng máu chứ không phải là nợ máu mà trả bằng nước màu. Chị đã nói 1.000 lần rồi, nghe chưa? Nha. Em chào chị Lisa. Chị Lisa ơi, Việt Nam ta có 2 thằng chó đẻ tội đồ dân tộc. 1 là thằng Lê Chiêu Thống,
cổng rắn cắn gà nhà, đã sang nhà Thanh cầu viện, xin nhà Thanh đem quân sang đất Việt Nam. Còn thằng xúc vật tội đồ khốn nạn nhất trong lịch sử Việt Nam là thằng Hồ Chó Minh, một thằng thổ phỉ, thằng Tào Cộng tên Hồ Quang đã giết chết 2 triệu người dân, là một thằng dâm đảng mất dạy xúc vật, đi đến nước nào vừa xuống sân bay trẻ em chạy tới mừng thì nó đều bú mồm nút lưỡi cả. Đúng là một thằng xúc vật tội đồ, chị mặc chiếc áo dài rất đẹp. Hôm bữa có một đứa nào gửi chị tin nhắn, nói chiếc áo dài là của nó. Chị kêu nó về học lại lịch sử đi, chiếc áo dài Việt Nam có từ thời chúa Nguyễn Phúc khoác ở đàn trong Việt Nam, sau này được dân biểu Trần Lệ Xuân cách tân khoét cổ áo tròn, thường được gọi là áo dài Trần Lệ Xuân cho đến bây giờ. Mong chị nói cho lũ đầu bò óc chó nghe và hiểu. Cái đám ở trên đây là cái lũ mà nó mất dạy, nó không có học, nó nói càng thôi. Cho nên nó nói gì nói kệ, ghế mẹ nó, chị đâu thèm nói chuyện với nó. Chị là nói chuyện với đảng đỉ. Chị là lôi thằng ông cố nội của nó, lôi thần tượng của nó ra, là thằng Hồ Chó Đẻ chị chửi thôi à. Bởi vì mấy cái thằng chó, con chó mà vấn đề là lên đây đó, mà dư luận viên hoặc là cảm tình cuồng hồ cuồng đảng, các em chửi thằng cha gái mẹ nó không buồn, nó còn mong cho các em chửi thêm nữa. Nhưng mà các em đụng tới thằng Hồ Chó Đẻ cái là giống như nước nóng đổ trong háng của nó, giống như cha mẹ của nó bị chết vậy đó. Cho nên chị chỉ cho cái tuyệt chiêu, các em cứ đè đầu các em chửi thằng Hồ Chó Đẻ là nó sợ liền à. Không chửi thằng Hồ Chó Đẻ là lôi đầu đảng đỉ ra mà chửi là nó rung mà. Kệ mẹ nó. Cho nên chị chỉ cho cái phương thuốc mà trị những con chó này là chỉ lôi đầu thằng Hồ Chí Minh ra mà chửi thôi. Chứ bây giờ các em chửi cha chửi mẹ nó còn ngồi nó cười nữa. Bởi cái lũ này là cái lũ súc vật, cái lũ trâu bò. Cho nên các em đừng có chửi cha chửi mẹ nó mà lôi thằng Hồ Chí Minh ra chửi. Là đoạt, là nó nhảy cẩn lên. Nha. Lisa ơi, chị phải nên nói cho lũ đầu bò ốc nái nó hiểu rằng không có một chế độ nào mà tồn tại mãi mãi đâu, mà mở miệng ra nói là ngàn năm, ngàn đời này nọ. Thằng Trung Cẩu nó qua bao triều đại tới hôm nay, mỗi triều đại cũng có thời gian rồi bị lật đổ. Chỉ nói cho lũ đầu bò nó nghe mà nó tỉnh đi, chứ nó đừng có bài đặt lên đây nó sủa. Thì nó cứ tưởng sao là cái chế độ của nó đó là nó cai trị người dân bằng nòng súng, bằng nhà tù, người dân Việt Nam sợ quá đó. Bởi cho nên nó lên nó mới nói là chế độ của nó là vấn đề là kêu bằng là sẽ còn mãi mãi luôn đó. Bất kỳ một chế độ nào nó bị lật đổ cũng do người dân phẫn nộ mà nổi lên. Cộng với chính trị thời cuộc. Bây giờ các em thấy những cái mà nó tuyên truyền về thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là cái bức bình phong để nó củng cố chế độ. Mà đã bị chị lột mặt nạ ra, chị chửi thẳng vào chế độ, nó không còn chỗ nương tựa. Bây giờ nó đã lộ ra là cái đảng chó đẻ, cái đảng súc vật là một cái đảng bán nước, một cái đảng phản động lại dân tộc Việt Nam. Bởi bây giờ ở tại Việt Nam nhiều người người ta đã tin và người ta đã nhìn ra được sự thật. Cho nên nói về chính trị bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam rất là run sợ lòng dân nổi dậy. Cho nên khi chúng run sợ lòng dân nổi dậy thì chúng càng đàn áp thật là mạnh tay để khủng bố tinh thần, làm cho người dân càng sợ hãi hơn nữa để chúng mới cai trị được. Nhưng mà nếu người dân không sợ chết, không sợ nhà tù, không sợ vấn đề là sự mà vấn đề là kêu bằng là đàn áp, mà khẳng khái đứng lên thì kể như chế độ này nó sẽ cao bay xa chạy, không còn một con chó nào mà dám ở tại Việt Nam nữa. Chị dám cam đoan với các em như vậy đó. Nha. Chị Lisa ơi, em làm trong ngân hàng. Hôm nay em đi thẩm định một khách hàng buôn bán gạo. Chị ơi, chị đó nói nay gạo ở miền Tây đa số là gạo xịt hóa chất vào để cho nó thơm, xịt thuốc bảo quản vào với nồng độ cao. Thật là buồn cho đất nước mình, chính người Việt mình đang giết người Việt mình chị ạ. Em nghe mà đau lòng quá đi. Thì chỉ vì lợi nhuận thôi đó em.
sống với cái chế độ rừng rú, sống với thiên đường xã hội chủ nghĩa bây giờ là mạnh ai nấy sống, hễ có lợi cho mình nó là cứ việc làm, ai chết kệ mẹ nó, bởi vì nó sẽ sống theo cái sự mà giáo dục mà học tập theo tư tưởng của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh đó, là người dân tộc Việt Nam giống như cỏ vậy đó, hễ chết cái này thì người khác nó mọc lên, cho nên hễ có lợi nhuận là nó cứ làm, thậm chí nó còn gạt người trong xóm, nó gạt với nhau, nó làm môi giới để đem đi ra ngoài qua thằng Tàu để mổ nội tạng em không thấy sao. Cho nên nói về đất nước Việt Nam buồn lắm, rất là buồn. Nói về cái tình tự dân tộc đoàn kết bó đũa, câu chuyện bó đũa mẹ gì giờ nãy tiêu mẹ trơn, bây giờ không có bó đũa bó đéo gì nữa. Ở Việt Nam bây giờ là mẹ nó ra, nó tưởng sao là nó khôn ngoan, nó có vấn đề là kêu bằng là chút đỉnh tiền rủng rỉnh, cái là nó ngồi nó ăn uống xong nó ngồi làm thinh để cho nó yên thân vậy thôi à. Rồi chừng nào nó chết kệ mẹ nó, hoặc nó làm ăn không được, tới đời con đời cháu của nó bị sụm bà chè thì đời con đời cháu nó bị vấn đề là kêu bằng là mẹ đàn áp thì kệ nó vậy thôi à. Nó chỉ biết đời của nó ăn sung sướng là được rồi, cho nên nó không cần biết tương lai mẹ gì hết trơn, tương lai trước mắt là gì nó không cần biết luôn nữa. Nó chỉ biết ngày hôm nay nó có tiền là nó ok vậy thôi à. Chị Lisa ơi, chị Lisa, thị trấn Đất Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu, quê của em, hiện giờ là mùa thu hoạch đậu bắp, vậy mà không biết thằng Tàu Cộng chó đẻ nó bán phân và thứ thuốc gì mà nó để trong bao bì nhãn hiệu là to trái đậu bắp và trái đậu bắp bóng, vậy mà khi xịt vào trái đậu bắp thì nó nổi mục mục lên y như là mục cốc, không thể nào mà bán ra được. Chị Lisa ơi, chị nói cho mọi người biết và cảnh giác dùm, đừng bao giờ mua thuốc để mà xịt vào đậu bắp hoặc là trái cây ở tại miền Tây nghe chị. Đó, nó ác ghê không? Đó, nó dụ các em, nó để tiếng Việt Nam các em tưởng thiệt, xịt vô đậu bắp gì nó nổi lên một cốc vậy, nó đem ra chợ bán ai dám ăn, tưởng sao là trái đậu bắp nó bị sida, bà nội ai dám mua nữa. Đó kể như là thất ngụ mẹ nó rồi, thấy không, tiêu mẹ nó rồi đó. Đậu bắp mà nó kêu là bóng là bự là tròn, bây giờ mẹ đậu bắp tự nhiên nó nổi lên hột như là hột cốc vậy đó, bây giờ là đậu bắp sida, giờ mẹ nó đặt cái danh hiệu là đậu bắp sida luôn, ai dám ăn nữa. Nó muốn qua nó tàn sát mà, nó muốn diệt chủng. Rồi trong tương lai đậu bắp của thằng Tàu Cộng nó qua nó bóng giới như vậy đó, bắt đầu là giá của nó trước đây là kêu bằng là cao lên cho các em xem nè. Chủ trương của thằng Tàu Cộng là nó giết người Việt Nam chết từ từ, nó không có cho chết trước đâu, nó không có cho chết liền đâu, cho mày phải quằn quại, cho mày phải chết từ 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 từ, giống như là con chuột vậy đó. Nó để cho lội, 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 chừng nào mà lội đừ rồi đó, nằm một chỗ, lội mà vấn đề là vừa đừ, vừa đói, vừa khát, xong rồi nó mới bỏ thuốc độc xuống dưới cho ăn, rồi từ từ ngậm mẹ nó, vậy thôi à. Giống như nó nhốt con chuột trong cái lu, nó cho lội hoài, lội quỷ vậy đó, đổ nước nó cho lội chơi vậy đó. Vậy thôi à, người dân Việt Nam bây giờ là vậy đó. Chị Lisa ơi, chị Lisa, em ở tỉnh Bắc Giang, chỗ em sống ở Trung Du miền núi, hôm qua dân chúng của tụi em nhận được thông báo có đội khảo sát sông Hồng về để khoan đất thử địa chất gì đó và yêu cầu người dân hợp tác. Không biết cái đảng đỉ này nó định giở trò gì nữa chị. Chị nghĩ sao về sự việc này? Thì ở trên Trung Du miền núi thì nó nhìn nó biết rằng là có khoáng sản tài nguyên thì nó lên trển nó khoan nó thử thôi. Biết đâu chừng có mỏ than ở trển, hoặc biết đâu chừng có mỏ vàng, biết đâu chừng có mỏ thép để mà nó đem ông cố nội của nó qua mà thôi chứ có mẹ gì. Bây giờ đất nước Việt Nam thằng Tàu nó qua, nó tình nghi chỗ nào mà có khoáng sản là nó đào, là nó khoan xuống thôi. Nó khoan mà không có rồi nó bỏ liều ở đó đó. Còn mà nó khoan có rồi là bắt đầu nó tìm cách, bắt đầu là nó giải tỏa mẹ hộ dân đi hết để mà nó thành lập một cái nhà máy ở đó. Giá bộ xây lên là nhà máy của Tàu, nhưng mà thiệt sự nhà máy đó là khoan phát sản, lấy tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam của mình. Đất nước Việt Nam nằm cạnh Biển Đông, cái mỏ dầu hả nghe nói còn lớn hơn ở Trung Đông. Mà rốt cuộc rồi các em thấy không, giá xăng ở Việt Nam cao ngất ngưỡng, Việt Nam không có sản xuất được lít dầu lít xăng mẹ gì hết. Nhà máy Dung Quốc giờ đóng cửa mẹ nó trường, bởi vì ngục, ăn ruột cùng rùa, đâu biết làm mẹ gì, tối ngày lo đè đầu đập cổ người dân không à, đàn áp lấy tiền của người dân thôi à, chứ có biết làm mẹ gì.
Thằng Liên Xô nó qua nó giả bộ nó nên tao khoan tao thăm dò cho mày 10 năm mà tao cho mày cái giàn khoan luôn. Đó nó qua mẹ nó đâm cái giàn khoan xuống, mẹ nó lấy 10 năm mẹ nó đã đợi cho rồi và bắt đầu mũi khoan của nó gần tà rồi, gần hư rồi. Nó giao cho cái nhà máy mẹ Dung Quốc đó làm gì đó làm đi. Đó lũ đầu bò biết mẹ gì. Giờ lũ đầu bò chứ đây là cái bằng đóng mẹ nó đi cái mẹ nhà máy khoan mẹ, nhà máy dầu Dung Quốc đóng cửa mẹ nó chứ làm được gì. Bây giờ qua lại lục anh Mỹ ở bên đây kêu anh Mỹ về anh khai thác đi. Mỹ nó cũng nói như vậy à. Giàn khoan của tao đem qua tới 700-800 triệu luôn, mày có tiền mày đưa không? Mày không có tiền đưa thì ký hợp đồng cho tao khai thác 10 năm. Nó qua nó rút mẹ dầu của trơn, bắt đầu mẹ nó có giao cho là cái giàn khoan đó. Lũ đầu bò ra đâu biết mẹ gì đâu mà làm. Lũ đầu bò ra đâu biết mẹ gì đâu rút lên làm. Bởi vì ngục đó. Bởi vì học tập tư tưởng của thằng Hồ chó đẻ không hả? Nha. Yeah. Vũ khí đã giết người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì vậy chị? Thị ngục. Người dân Việt Nam làm con chốt thí cho chế độ cộng sản thôi. Bây giờ nó ngồi nó cười đó. Giờ nó chạy theo tư bản mẹ nó rồi. Con cháu nó qua bên đây đem tiền qua đây xây nhà lầu, bên đây mua chung cư bên đây nè. Thì nó coi người dân Việt Nam mình ngục như vậy đó. Rồi nó dụ toàn bộ dân tộc Việt Nam là phải yêu xã hội chủ nghĩa, yêu chế độ, yêu đảng, yêu bác. Để mà nó lừa thôi. Nha. Chị Lisa ơi, bọn Tàu Cộng nó về cửa khẩu Bình Hiệp, Long An. Mua gần 100 mấy mẫu đất để mở công ty gì đó nghe chị. Chị lên tiếng cho mọi người dân Long An cảnh giác nha chị. Ừ. Chị lên tiếng mấy hôm nay rồi đó. Dân Long An chuẩn bị tinh thần đi. Còn ngồi đó mà vấn đề là giống như con gà nuốt dây thun là nó vô nó lấy mẹ đất Long An luôn. Ừ. Cho bỏ cái tật. Nó chiếu tướng Long An rồi. Bởi vì Long An đó là mộc quá là giáp danh với Campuchia cho nên nó muốn đưa quân Campuchia vô Long An để mà khống chế quánh dài xuống miền Tây hoặc là quánh ra ngoài Sài Gòn gần dữ lắm. Ở Tây Ninh nó xa hơn Long An nó gần với Sài Gòn. Cho nên bây giờ nó tìm cách nó lấy những cái đất ở biên giới mộc quá đó kia để cho dân Campuchia là thằng Tàu nó trá hình để nó nhào vô nó quánh cho nhanh chút, cho dễ chút chút gì trời. Bởi vì bắt thằng Võ Kim Cự rồi. Bởi vì hai thằng con trai của Lê Dũng với Bộ Công an bật đèn xanh ra chống Tàu Cộng rồi. Cho nên thế nào nó cũng qua để mà nó dạy cho vấn đề là Việt Nam bài học nữa thôi. Chúng ta đang ngồi đây các em yên tâm đi ngồi coi phim. Còn ai ngục quá đi ra làm con chốt thí thì đi vô trong quân đội đi. Để mà đi ra quánh với thằng Tàu. Để mà cho nó sai lệnh cho giết chết mẹ hết. Chị Lisa ơi, có chuyện này tức cười lắm chị ơi. Công an rạch giá nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất, mà nó đăng lên báo rầm 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 kìa chị à. Ừ. Bây giờ nó nghe tiếng nói của chị nó sợ lắm, cho nên nó cố tình nó làm sao mà hình ảnh người công an á, phải thân thiện với người dân. Giáo bộ làm màu nấu cháo đồ kia bắt đầu đem lên cho người dân ăn. Rồi giáo bộ bắt đầu là kêu bằng là hả mẹ trời mưa nước ngập lên cấp giáo bộ 2-3 thằng giáo bộ đẩy xe cho người ta chạy. Mai mốt nó giáo bộ nó ẩm nít ra nó rửa đất cho nít nữa. Rồi người dân ngục quá tưởng vậy bắt đầu gặt đầu mẹ tin tưởng. Tuổi trẻ bây giờ thì còn thông minh chứ mấy cái thằng đầu bò mà già hai thứ tóc rồi cũng còn ngục lắm. Cũng còn bị đảng nó dụ. Hôm qua đưa cho chị coi tấm hình thằng già nào đầu hai thứ tóc gần đất xa trời. Ngán cơm thèm đất rồi. Mà còn đưa cái hình thằng chó đẻ Hồ Chí Minh lên mà thờ mà lại nữa chứ. Ông bà tổ tiên không thờ đâu. Đi thờ thằng xúc vật vậy đó. Già hai thứ tóc rồi đó. Mẹ cho nhìn cái mặt là biết là ngán cơm thèm đất rồi. À, vậy mà còn vấn đề là ngục vậy đó. Còn ăn ruột cùng rùa vậy đó. Cho nên các em vào đây may mắn nghe chương trình khai dân trí của chị Lisa. Phải mở mang trí tuệ ra. Mà nhìn những thời cuộc. Phải dùng những cái firewall, dùng những cái phần mềm để vượt firewall. Để đi vào tìm những cái sự thật mà người Việt cộng đồng ở hải ngoại này người ta viết về chế độ cộng sản, về thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Chớ bao giờ nghe những luận điệu tuyên truyền nhồi sọ của đảng. Nghe chưa? Còn nếu các em giỏi về tiếng Anh đó, về English, thì các em đi vào những cái trang mà tiếng Anh các em gõ ra What's E Hồ Chí Minh, người ta sẽ nói đàng hoàng cho các em biết rõ ràng.
Người dân Campuchia đó, người ta không có cho rằng là người ta vấn đề là kém thông minh hơn người dân Việt Nam. Nhưng mà khi những người mà người ta qua bên đây tiếng Anh họ giỏi lắm. Họ vào họ coi cái chế độ Pol Pot Khmer Đỏ bằng tiếng Anh, họ biết rõ ràng sự thật. Cho nên họ thề rằng sẽ không bao giờ lặp lại chế độ Cộng sản ở bên đất nước Campuchia, tức là đất Chùa Tháp. Còn người dân Việt Nam của mình mang tiếng là khôn ngoan, là thông minh, là dội, mà rốt cuộc rồi cũng còn có những thành phần đậu hũ, những thằng già mất dạy này. Chế độ Cộng sản Việt Nam còn tồn tại cũng do những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ, những thành phần mà đậu hũ, những thành phần mà ăn ruột cùng rùa, cuồng hồ cuồng đảng, không dạy cho con em mình rõ ràng, không nói cho con em mình nghe được sự thật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những thành phần mà tội lỗi, tội đồ của dân tộc Việt Nam. Chị nói thật, chị cảm ơn cha và mẹ của chị đã nhìn ra chế độ Cộng sản, đã dạy cho chị nghe từ lúc còn tấm bé. Chị cảm ơn ông bà của chị là người quốc gia, đã nhìn ra bản mặt thật của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, cho nên dạy dỗ cả gia đình của chị hiểu về Cộng sản. Cho nên mặc dù chị đi vào mái trường xã hội chủ nghĩa chị học, nhưng mà chị không bao giờ chị tin tưởng bất kỳ một cái điều gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó nhồi sọ hoặc là nó đưa vào đầu của chị cả. Cho nên những cái luận điệu của Cộng sản, những gì chị học trong mái trường xã hội chủ nghĩa, chị chỉ coi đó là một cái hành trình để mà chị đem ra để chị mổ xẻ ngày hôm nay, để cho mọi người, các em tuổi trẻ là những người đi sau để mà biết được mà thôi. Bởi chị là những người đi trước. Chị đã là những người mà từng bình luận về những câu nói của thằng súc vật Hồ Chí Minh. Chị từng bình luận về những câu nói của thằng chó đẻ Phạm Văn Đồng. Nhưng mà rốt cuộc rồi, chị nhìn một cái xã hội nó gian dối, nó giả tạo, nó lừa bịp như thế nào, chị đều biết. Bởi cho nên ngày hôm nay chị sang một mảnh đất tự do này, chị nói lên những sự thật để các em ở trong nước là những thành phần xanh sao đẻ muộn, các em nghe những lời của chị mà các em giữ đó là một hành trang. Dẫu mai này chị Lisa có già, có vấn đề là theo luật tuần hoàn của thế giới, của thiên nhiên là sinh lão bệnh tử, chị không còn ở đất nước hoặc là trên cõi đời này, thì tiếng nói của chị vẫn thiên thu vạn đại, mãi mãi trường tồn. Chị mong rằng sẽ có những người dân Việt Nam, sẽ có một những người tuổi trẻ Việt Nam cũng sẽ giống như chị Lisa và tiếp nối như chị Lisa để lên chương trình khai dân trí hoặc là khoa học tân tiến sắp tới 10 năm, 20 năm sau. Dù không còn chế độ Cộng sản thì các em cũng phải nối gót theo chị để mà nói lên những sự thật xấu xa bỉ ổi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mong rằng nói lên để cho tuổi trẻ Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ không lặp lại một cái chế độ tàn bạo khát máu như là chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chị cảm thấy rằng chị sống ở trên đời rất là có ích. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chị đã làm được một cái điều mà chị đã đem tiếng nói của mình, tiếng nói sự thật của mình để mà gian dội về từ ở Bắc cho tới ở trong Nam. Tiếng nói của chị giống như là một tiếng chuông cảnh tỉnh ai kia đừng quá mê muội mà quên đi những gì mà Đảng Cộng sản nó làm cho dân tộc Việt Nam đau thương và khốn cùng ngày hôm nay. Để họ bừng tỉnh dậy mà làm một cái điều gì đó để họ cảm thấy khi họ già họ ra đi họ không cảm thấy thẹn với lòng mình, bởi mình chưa làm gì được cho tổ quốc, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam. Các em và các bạn đừng bao giờ nghe những lời luận điệu của Đảng để rồi nói rằng tất cả những gì để cho Đảng lo, để cho Đảng làm, đó là những lời ru ngủ, làm cho con người thui chột đi ý chí phấn đấu. Bởi vì điều có Đảng lo, điều có Đảng làm, điều có Đảng suy nghĩ, con người giống như con robot, con người giống như con súc vật, không biết cái gì cả, chỉ biết lo ăn chơi như vậy, đã đem đến một đất nước điêu tàn. Cho nên nền kinh tế Việt Nam bây giờ tại sao lại thua cả Lào và Campuchia? Nếu là tuổi trẻ Việt Nam, nếu là con dân Việt Nam, các em có thấy rằng nó đau đớn cho mình, có tự ái dân tộc hay không? Việt Nam là một nước mạnh nhất ở tại vấn đề là kêu bằng đó là đồng bằng sông Cửu Long của ba nước Đông Dương.
gồm có Việt, Miên và Lào. Mà bây giờ Miên đã qua mặt Việt Nam xa rồi. Bây giờ Lào cũng tiếp tục qua mặt, để cho những người dân Việt Nam mà tự cho mình là thông minh, là đứng đầu ở vấn đề là ba nước Đông Dương này phải đi qua, trai thì làm cu ly, gái thì làm ô xin, hoặc là đi qua bên bệnh để mà làm nô lệ tình dục như vậy. Các em thấy nhục hay không? Tất cả nguyên nhân từ đâu? Từ do cái sự ngu xuẩn, cái sự mà ngu dân để trị của cái tập đoàn chó đẻ đảng đi. Vào mái trường thế kỷ 21 mà lôi xác của cái thằng chó đẻ chết từ năm 1969 là thế kỷ trước. Thế kỷ 20 mà cứ nhét, cứ nhồi vào hoài thì làm sao mà có khoa học sáng chế? Bây giờ thế giới tinh học người ta sáng chế ra mỗi một năm là một khoa học phát minh mới rồi, các em thấy rồi đó. Một cái điện thoại iPhone 6 là người ta muốn làm sao mà cải tiến cho thành iPhone 7. iPhone 7 người ta phải thiết kế làm sao cho iPhone 8 ra nó phải càng có tinh vi hơn. Mỗi một ngày nó cứ đi lên, đi lên, đi lên. Phát minh khoa học của con người nó vượt bậc như vậy. Chứ không bao giờ một cái nền tư bản và những cái nước khoa học tiên tiến mà người ta đi học cái xác chết của những cái thằng mà thập niên mà thế kỷ 20, thế kỷ 19 cả. Ở tại đất nước Hoa Kỳ, ông George Washington, tức là người cha của nước Hoa Kỳ, đã thành lập nước Hoa Kỳ, đã là vị tổng thống đầu tiên, vấn đề là khai sinh ra đất nước Hoa Kỳ từ năm 1776. Mà có ai học những tư tưởng nào của ông Washington không? Không. Người ta chỉ nhớ ông ta đã khai sinh ra đất nước Hoa Kỳ. Nhưng người dân ở tại Hoa Kỳ người ta thiết thực, người ta học những cái idea để mà nó theo độ với tiến trình khoa học kỹ thuật. Mỗi một ngày nó một văn minh, nó một văn minh, nó một văn minh. Bởi vậy mà cho nên Hoa Kỳ mới là đại cường quốc, mới là siêu cường quốc được. Mà trên thế giới này không ai địch nổi lại Hoa Kỳ, từ khoa học kỹ thuật cho đến quân sự, cho đến vũ khí. Các em thấy có nước nào mà sáng chế ra, mà chế tạo ra vũ khí có thể bằng được Hoa Kỳ hay không? Kể cả thằng Liên Xô là thằng Nga mà cũng không địch nổi được Hoa Kỳ. Các em thấy rõ ràng như vậy. Tại sao vậy? Bởi vì đất nước Hoa Kỳ người ta trọng dụng nhân tài, người ta thiết thực. Tại sao một người ở tại Việt Nam đi bán báo, hoặc là một trẻ em ở Việt Nam đi qua Mỹ tị nạn theo diện mồ côi mà bây giờ người ta lại thành công, người ta lại là một thẩm phán, người ta lại là một nhà khoa học, người ta lại vấn đề là sáng chế thuyết minh ra những gì mà có lợi cho nước Mỹ. Nếu những người này không đặt chân tới Mỹ còn ở trong nước xã hội chủ nghĩa thì tương lai của họ mịt mờ. Bởi vì thằng chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam nó không chấp nhận người nào tài giỏi trong chế độ của nó cả. Mục tiêu của đảng Cộng sản Việt Nam là để dân ngu để mà dễ cai trị. Người dân càng ngu càng ngục thì nó càng vui mừng để nó dễ bề, nó dụ dỗ. Rồi những người dân Việt Nam sẽ làm con chốt thí cho nó. Bởi cho nên đảng Cộng sản có được ngày hôm nay là nó đã hy sinh 2 triệu người để mà đi đánh Mỹ cứu nước để cho nó có ngày hôm nay đó. Các em nhìn đi, những người mà ngu khờ dại đã đưa con em mình đi vào để mà làm bộ đội, rốt cuộc rồi bây giờ những người đó đời sắp ra sao? Các em nhìn thấy rồi đó. Bởi vậy mà đến thời buổi này đừng bao giờ dại dột mà tin đảng Cộng sản và nghe lời của đảng Cộng sản. Chỉ khẳng định lại một lần, với cái tình hình bây giờ, con khóc la, mẹ mới cho bú. Tức là các em phải bạo động, thằng chó đẻ nào đánh dân giết con mình, phải trả thù giết nó. Mai ra, ở trên thượng tầng bộ chính trị, nó mới run sợ mà nó cho người dân có những cái quyền. Còn nếu mà các em im lặng, không dám nói một câu nào, không dám hành động, thì nó tiếp tục mà đánh đập người dân, cho đến khi nào người dân phải chết mà thôi. Chỉ vậy mà thôi. Nha. Chị Lisa ơi, đau lòng lắm chị. Theo thông tin gần đây, họ nói rằng nếu muốn đi du lịch Đà Nẵng và Phú Quốc thì phải xin visa mới được đến đó chị ạ. À, chị nói cho mọi người biết đi ạ. À, thiệt là khốn
nạn quá trời chị ơi. Ở trong đất nước mà bây giờ các em muốn đi tới đây các em phải xin visa như vậy đó. Tại sao vậy? Bởi vì họ chỉ muốn những nơi này cho khách của Tàu Cộng sang du lịch mà thôi. Người Việt Nam trong tương lai sẽ không có tiền bạc để mà đi ngắm hoa, để mà hưởng cảnh này đâu. Người dân Việt Nam trong tương lai nó sẽ làm cho bần cùng quá, tức là làm ăn không được, chỉ biết ở trong cái xã, cái làng của mình suốt cả đời người, không biết những nơi danh lam thắng cảnh này. Ở những người mà dân tộc miền núi hoặc ở miền Tây, những gia đình nghèo khổ, có bao giờ biết Đà Lạt, có bao giờ đi ra Đà Nẵng, có bao giờ biết Nha Trang không? Thậm chí cả đời của họ, họ cũng không biết những nơi này, bởi vì nó đã đưa họ vào một cái chân tường là nó quản lý họ bằng cái bao tử, cho nên họ cứ chạy mà đi lo miếng ăn hàng ngày mà thôi. Cứ cơm áo gạo tiền, cơm áo gạo tiền, nằm ngủ là suy nghĩ như thế nào. Cứ việc lo cơm áo gạo tiền, cơm áo gạo tiền, phải đi mượn tiền đứng tiền ngồi để mà gánh trên gai một cái gánh để bán bún riêu, để nuôi cả gia đình. Có nhiều người thức khuya dậy sớm, phải gánh trên vai cái gánh kẹo cà, kẹo kẹt để mà mua hàng hóa về để mà nấu. Nhiều người thức khuya dậy sớm để nấu một gánh bún, nấu một gánh cháo để mà đi bán, để kiếm tiền về, để nuôi đủ gia đình. Nhiều gia đình chỉ rất là đau lòng, cả một gia đình như vậy chỉ có một người đi làm để buôn bán thôi. Những người thanh niên đến tuổi hoặc là những người chồng đến tuổi lao động cũng không có công ăn việc làm, phải ngồi đó mà cạo từ cái giò heo để luộc phụ tiếp với người vợ. Trong gia đình 5 người mà chỉ có một bà vợ phải gánh cái gánh cháo giò heo để đi bán. Thậm chí các em biết không, trong cái bữa cơm gia đình, nhìn đi nhìn lại chỉ có 2 con cá rô bé tí ở trong cái nồi canh thôi. Vậy mà mọi người gật đầu để mà ăn. Cách không có được. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã thành công rồi. Nó đã làm cho người dân Việt Nam phải chạy theo thời cuộc, phải lo ăn lo mặc như vậy đó. Nó giả bộ, nó dụ là phải làm giàu. Các em làm giàu nổi tâm xã hội chủ nghĩa không? Không bao giờ các em làm giàu nổi đâu. Nó thấy các em vừa giàu lên một cái là nó đập các em ngay. Cho nên các em không bao giờ làm ăn giàu được ở Việt Nam nếu các em không có thủ đoạn, không có âm mưu. Cho nên những người nào mà các em thấy làm ăn thành công ở Việt Nam là đều có thủ đoạn, là móc nối, là đưa phong bì, là quen biết với thằng này, thằng nọ. Xã hội Việt Nam bây giờ là một xã hội gian xảo, một xã hội lừa bịp, chỉ có quyền và tiền mà thôi. Anh có tiền thì anh đi đến anh đưa tiền cho quyền để anh mua những cái gì đó, để anh làm ăn, để anh kiếm tiền lời mà thôi. Một cái xã hội như vậy đó. Chị ơi chị, hết giờ rồi. Ủa, vậy hả? Hết giờ rồi hả? Ừ, mau quá ha. Đó. Cho nên mọi người, vấn đề là Lisa mong rằng bây giờ nó đưa ra những người nó dụ đó. Con ngựa chủ tịch, vấn đề là kêu bạn đó là mẹ nó khuyến khích người dân bắt đầu là đưa vàng ra để mà sản xuất kinh doanh đó. Người dân ngục quá thì đem vàng ra đi, rồi cầm giấy lộn về nhà. Biết không? Đó. Cầm giấy lộn về nhà. Cho nên tóm lại ngày hôm nay, cái tình hình Việt Nam nó đang nóng bỏng. Cho nên chị mong rằng ngày hôm nay là cái ngày mà người dân ở tại Long An đã phản kháng, đã không chịu để cho quân đội quân khu 7 lấy đất, thì mọi người hãy mạnh mẽ hơn nữa, không riêng ở tại Long An mà ở khắp toàn tỉnh thành, trên cả nước. Hãy nên mạnh mẽ để giữ đất của mình. Và các bạn không bao giờ run sợ nữa. Các bạn phải mạnh mẽ và đứng lên. Còn nếu các bạn sợ không đứng lên, thì các bạn hãy nên chơi du kích như là cộng sản. Âm thầm chơi du kích. Tao giết mày khi mày đụng tới dòng họ, hoặc mày giết con cháu của tao. Nha. Đó là các bạn tự vệ, và các bạn vấn đề là làm một cái việc mà để cho vấn đề là người thân của các bạn yên, mà để vui cười, mỉm cười nơi chính suối đó. Đừng để họ phải vấn đề là kêu bằng là oán hận ở nơi chính suối, bởi các bạn chưa làm gì được cho người thân. Chương trình đã hết.
Lisa cảm ơn tất cả mọi người. Thứ hai, Lisa có một cuộc họp rất là đặc biệt, cho nên Lisa không có lên chương trình thứ hai. Cho nên Lisa thông báo ở đây để cho mọi người biết mà đừng có trông chờ Lisa. Vào ngày thứ hai là ngày 27 tây tháng 2, Lisa có một cuộc họp, cho nên Lisa không có lên chương trình. Lisa sẽ lên vào ngày hôm sau là ngày thứ ba, 28 tây tháng 2. Cho nên thông báo ở đây để mọi người biết mà đừng có chờ đợi vấn đề là Lisa nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Khai Dân Trí. Kính chúc tất cả mọi người một sự kêu bằng là cuối tuần có một điều an lành, an lạc, để mà vấn đề là tiếp tục cái con đường mà vấn đề là chúng ta chấn hưng lại, đấu tranh lại để giải thể chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam, để lật đổ chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam. Lisa không có phải như người ta mà nói mé đâu, nói thẳng luôn, coi cái đảng đĩ tôi bay dám qua đây thưa gọi với tao hay không. Lật đổ và lật đổ. Báo động và báo động. Giết sạch và giết sạch. Phá sạch và phá sạch. Đốt sạch và đốt sạch. Để coi đảng đĩ tôi bay dám làm gì tao. Nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin thân ái chào mọi người. Bye bye.